Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nông nghiệp Nông thôn, chuyên đề xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đi qua chặng đường khá dài. Đến nay, môi trường nông thôn của các địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, đường làng, ngõ xóm ngày càng thêm khang trang sạch đẹp. Hơn 2/3 số xã trong tỉnh đã đạt chuẩn tiêu chí vệ sinh môi trường. Nhưng trên thực tế, việc hoàn thiện tiêu chí này vẫn là vấn đề không hề đơn giản. Đây là tiêu chí chủ yếu do người dân tự làm, không cần quá nhiều kinh phí, phần lớn phụ thuộc vào hành vi, nếp sống của người dân. Tuy nhiên, nhiều thói quen tập quán vẫn còn lạc hậu của người dân nông thôn. Hiện nay chính là những rào cản lớn khiến cho tiêu chí vệ sinh môi trường khó hoàn thiện. Ngoài các tiêu chí thành phần, thì việc duy trì làm vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm của nhân dân tại nhiều nơi cũng chưa được tốt. Do vậy, tại từng xã trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đã có những giải pháp, cách làm cụ thể để khắc phục tình trạng này. Đây sẽ là nội dung được chúng tôi tập trung đề cập đến trong chương trình Nông nghiệp Nông thôn, chuyên đề xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, so với các tiêu chí khác trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 17 về vệ sinh môi trường là một trong những nút thắt khiến xã Bản Hồ, thị xã Sapa gặp nhiều khó khăn. Đây chính là một trong những nguyên nhân làm xã bị chậm tiến độ về đích nông thôn mới. Là xã vùng sâu vùng xa, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, để khắc phục được tình trạng này, giải pháp chính của Bản Hồ là tập trung thay đổi được nhận thức của người dân. Đặt trọng tâm vào công tác tuyên truyền, hiệu quả đã dần rõ rệt khi người dân Bản Hồ đã tích cực tham gia vào vệ sinh môi trường. Thôn Bản Dền, nơi có nhiều hộ làm du lịch, đã khang trang sạch đẹp hơn. Bà con hiểu nhà cửa sạch đẹp gọn gàng, chất lượng cuộc sống tốt hơn, thu hút được nhiều du khách hơn. Bảo vệ môi trường cho xã và cho gia đình, về cho nhà cửa mình sạch đẹp thì em cảm thấy là có tốt cho sức khỏe mình rất là nhiều. Và là vệ sinh môi trường cũng gọi là tạo cảnh quan du lịch cho khách ở các nơi về chơi cũng cảm thấy yên tâm hơn về môi trường. Hiện toàn xã Bản Hồ 90% số hộ dân đã có nhà tiêu hợp vệ sinh, 100% gia đình chăn nuôi đã có chuồng trại. Đây là bước tiến rất lớn trong hành trình thực hiện tiêu chí môi trường. Tuy nhiên, vấn đề mà xã đang tập trung giải quyết là làm sao thay đổi thói quen trong sinh hoạt, đời sống của người dân. Rác thải sinh hoạt vẫn còn vứt bừa bãi ra môi trường, gia súc gia cầm thả rông, chuồng trại nuôi nhốt chưa kiên cố và nhất là vẫn còn làm ngay gần nhà. Vệ sinh môi trường gia đình thì cũng nhiều cái vẫn rất là khó khăn. Muốn làm cái con đường con giếc gì, chuồng lợn hoặc là chuồng gà này, cái ao cái gì, cái nhà cửa thì muốn làm nhưng mà không có cái gì làm được hết được. Thì thời gian tới thì xã cũng là để đến tập trung đến các cái thôn và các cái ngõ xóm để tuyên truyền tận nơi và chỉ việc mà cho bà con để hàng ngày, hàng tuần thì phải có một cái một đến hai buổi để vệ sinh môi trường xung quanh đường làng ngõ xóm. Kế hoạch đã được xây dựng, Bản Hồ đang quyết tâm triển khai thực hiện nhằm đạt tiêu chí vệ sinh môi trường, phấn đấu hoàn thành chuẩn xây dựng nông thôn mới. Nhưng quan trọng hơn cả là nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, xử lý rác thải, nhất là rác thải vô cơ ở nông thôn, cũng đang là bài toán khó trong việc thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Nguyên nhân đến từ nhiều phía, từ những hạn chế trong nhận thức của người dân trong việc phân loại, xử lý rác, cho tới việc quan tâm đầu tư cho hoạt động xử lý rác thải ở khu vực này còn thiếu so với nhu cầu. Phản ánh tại xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai. Đều đặn vào ngày cuối tuần, bà La Thị Viền dành thời gian để vệ sinh nhà cửa, thu gom rác thải. Tất cả rác thải sau quá trình dọn dẹp, kể cả túi ni lông, vỏ, bao bì, chai nhựa đều được gom lại thành đống rồi đốt. Đây là cách xử lý rác quen thuộc mà bà Viền đã làm từ nhiều năm.
Tôi đốt thì tôi cũng biết là mùi khói rất khó chịu, nhưng mà không đốt thì nó không được, phải đốt thôi. Không biết cách xử lý như nào thì phải đốt cho nó sạch. Nó mùi nhựa, mùi khó chịu lắm. Đa phần bà con ở Hợp Thành đều lựa chọn việc đốt rác hoặc chôn lấp rác thải ngay trong khu vực đất vườn của gia đình. Việc đốt rác như thế này lại gây ra loại ô nhiễm môi trường mới, khí độc. Do đốt rác ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của nhân dân và cũng khiến môi trường ô nhiễm. Để hỗ trợ nhân dân thu gom và xử lý rác, tháng 10 năm 2021, xã Hợp Thành đã thành lập tổ tự quản bảo vệ môi trường, hỗ trợ tổ một chiếc xe điện chở rác. Tuy nhiên đến nay, số buổi hoạt động của tổ tự quản này cũng chưa được thường xuyên liên tục. Cũng được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ một cái xe điện. Và cái công suất của xe điện này cũng chưa đảm bảo. Đấy, cho nên là việc đi chỗ dốc các thứ là hơi khó khăn. Đấy. Thì chúng tôi cũng đang tuyên truyền cho nhân dân để nhân dân là có ý thức hơn để phân loại rác thải. Với tốc độ đô thị hóa nông thôn nhanh chóng, rác vô cơ ngày càng nhiều, trở thành một vấn đề nhức nhối trong công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn. Trong cái lộ trình dài hơi mà trong giai đoạn tới thì chúng tôi cũng đã đề xuất là sẽ tiếp tục kiến nghị với các cấp các ngành là sẽ nghiên cứu để hỗ trợ cho những cái điểm mà thu gom rác thải tập trung, và sau đó thì sẽ có những cái phương tiện chuyên dụng để thu gom rác để về những cái điểm xử lý của thành phố. Chỉ có như vậy thì mới góp phần là đảm bảo được cái vệ sinh môi trường. Cùng với việc nâng cao ý thức phân loại rác tại nguồn của người dân cũng rất cần sự vào cuộc của các ngành chức năng với định hướng quy hoạch đầu tư nhà máy xử lý rác thải ở khu vực nông thôn. Thành lập các tổ thu gom rác thải và có phương án duy trì hoạt động hiệu quả. Có như vậy, vấn đề bảo vệ môi trường nông thôn mới thực sự bền vững. Thưa quý vị và các bạn, tập tục, thói quen trong sinh hoạt của nhiều hộ dân, đặc biệt là việc xử lý chất thải trong chăn nuôi, khiến cho nhiều chỉ tiêu của tiêu chí vệ sinh môi trường khó hoàn thành. Quyết tâm cải tạo môi trường nông thôn, đưa tiêu chí này về đích là nhiệm vụ được Đảng bộ xã Nấm Lư nói riêng và cấp ủy chính quyền các xã của huyện Mường Khương nói chung đang tập trung chỉ đạo. Giải pháp chính là tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của người dân. Buổi tuyên truyền như thế này được Hội Phụ nữ xã tổ chức thường xuyên tại các thôn bản của xã Nấm Lư. Qua đó, hội viên phụ nữ dần hiểu biết, nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của vệ sinh môi trường, thay đổi thói quen trong sinh hoạt của gia đình. Những buổi quét dọn, thu gom rác thải, nạo vét khơi thông cống rãnh đã dần đi vào nề nếp. Nếu mà môi trường bẩn thì sẽ hay bị bệnh tật, trẻ con thì hay bị các bệnh đường hô hấp hoặc là suy dinh dưỡng. Chúng ta cần phải vệ sinh sạch sẽ để có một sức khỏe tốt và có một cộng đồng sạch sẽ. Bây giờ thì người dân có ý thức thì môi trường cũng của em cũng thấy sạch sẽ hơn ạ. Và đường làng ngõ xóm thì chỗ nào cũng sạch ạ. Tham gia tích cực cùng địa phương thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường, Hội Phụ nữ xã Nấm Lư triển khai nhiều hoạt động cụ thể, nhất là việc phát động phong trào nhà sạch vườn đẹp, 503 sạch. Từ các mô hình điểm này đang nhân rộng trong toàn xã. Về cái tiêu chí nhà sạch vườn đẹp là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ thì là chị em cũng có thay đổi nhận thức là đảm bảo cái bếp núc là lúc nào sạch sẽ. Tuyên truyền đến là bà con nhân dân thực hiện các cái biện pháp vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó cũng chỉ đạo cho bí thư các cái chi bộ là tổ chức phối hợp với các ban ngành đoàn thể, chỉ đạo các đoàn thể của thôn là tổ chức cho bà con nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường và duy trì cái công tác vệ sinh môi trường là một tuần là hai lần. Thời điểm này, xã Nấm Lư đã hoàn thành được 14 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cùng với tiêu chí môi trường, 4 tiêu chí còn lại của xã Nấm Lư cũng đang từng bước được cải thiện. Kết quả này cho thấy rõ quyết tâm chính trị của cấp ủy chính quyền nhân dân xã Nấm Lư trong việc phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, môi trường là một trong 8 tiêu chí mà xã Tung Trung Phố, huyện Mường Khương còn chưa đạt. Xác định đây là tiêu chí phụ thuộc nhiều vào ý thức, trách nhiệm của người dân. Xã Tung Trung Phố tập trung vào tuyên truyền vận động và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên ở từng thôn bản.
Với cương vị trưởng thôn, chị Hà Thúy Nghiệp ở thôn Lũng Pâu quan niệm mình phải gương mẫu, giữ gìn nhà cửa sạch đẹp thì mới có thể vận động bà con trong thôn cùng làm theo. Do vậy, chị cùng ban lãnh đạo thôn họp bàn cách thực hiện và chia sẻ tổ nhóm để duy trì lịch vệ sinh thôn bản. Lấy các hộ là cán bộ làm tốt quy hoạch chuồng trại chăn nuôi, xử lý chất thải, đảm bảo để bà con tới học tập. Từ lúc tôi làm, tôi phân theo tổ. Thế bây giờ thôn có hơn 80 hộ, thì tôi phân thành 6 tổ. Thế thì sẽ dao động một tổ từ 13-14 hộ. Thế thì mỗi lần vệ sinh thì tôi sẽ là bố trí 2 tổ. 2 tổ thì chia từ nhà văn hóa, chia ra hai bên đầu làng. Đấy thì tức là mỗi tổ đi một bên. Thì cái tôi từ lúc phân như thế thì cảm thấy được cái hiệu quả công việc nó sẽ được nâng cao hơn. Thì mới một tháng phải tham gia 3-4 lần đấy. Đấy, tháng nào cũng làm như thế này mà. Tháng nào cũng phải tham gia, không tham gia thì cũng được, kiểu thôn nó bẩn hết thì cũng ở trong làng này cũng không sạch cái. Cùng với cán bộ đảng viên cơ sở, xã cũng phân công cán bộ trực tiếp phụ trách từng thôn, ba cùng với nhân dân. Vì thế, vấn đề vệ sinh môi trường của Tung Trung Phố đã có chuyển biến, nhất là xử lý chất thải chăn nuôi. Các hộ chăn nuôi đã làm hố ổ phân, sử dụng nguồn phân này bón cho cây trồng, vừa giảm chi phí sản xuất, vừa đảm bảo môi trường. Xã đã chỉ đạo rất quyết liệt về cái tiêu chí vệ sinh môi trường ở nông thôn. Thì trong những năm vừa qua thì cũng đã được qua tuyên truyền vận động bà con nhận thức được, nâng cái tầm nhận thức cao hơn để đảm bảo sức khỏe đời sống cho các hộ dân cư ở trong thôn bản. Giải quyết dứt điểm ô nhiễm môi trường nông thôn, hiện xã Tung Trung Phố đang triển khai việc đào hố thu gom rác tại các hộ gia đình, xây lò đốt rác của thôn, hàng tuần, hàng tháng duy trì tổng vệ sinh thôn bản. Nhờ đó mà vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn của xã Tung Trung Phố đã được giảm thiểu rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, thực tế hiện nay, môi trường vẫn đang là một tiêu chí khó khăn với nhiều địa phương, nhất là với các xã ở vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những tập tục thói quen của người dân đang là trở ngại lớn để hoàn thiện tiêu chí này. Mặc dù các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhưng một bộ phận người dân vẫn chưa bỏ được thói quen trong vệ sinh môi trường, nhất là trong việc thu gom rác thải sinh hoạt. Trong khi nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường còn hạn chế, để cải thiện môi trường thì các ngành, các địa phương cần tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức vệ sinh môi trường, hình thành ý thức thu gom, xử lý rác thải, đảm bảo môi trường sống, đảm bảo sức khỏe cho chính mình và cộng đồng dân cư. Hiện nay toàn tỉnh đã có khoảng 2/3 số xã đạt chuẩn tiêu chí vệ sinh môi trường. Trong kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh đặt ra chỉ tiêu cụ thể. Phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 91% số xã trong toàn tỉnh đạt chuẩn tiêu chí vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm theo bộ tiêu chí mới. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu có 50% số xã đạt tiêu chí vệ sinh môi trường theo chuẩn bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Để hoàn thành mục tiêu này, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ rõ những giải pháp cụ thể. Các xã cần tập trung làm tốt việc thu gom, tái chế và tái sử dụng các chất thải gồm phụ phẩm nông nghiệp, chất thải chăn nuôi, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, chất thải nhựa. Theo nguyên lý tuần hoàn, xây dựng cộng đồng dân cư không rác thải nhựa. Xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường tại những khu vực tập trung nhiều nguồn thải. Đẩy mạnh và triển khai các mô hình cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn hiệu quả. Tăng cường trồng hoa, cây xanh tại các điểm công cộng, đường làng ngõ xóm. Thực hiện mô hình nhà sạch vườn đẹp, tạo cảnh quan khu dân cư sáng xanh sạch đẹp an toàn, khu dân cư kiểu mẫu nhưng vẫn giữ được những bản sắc văn hóa truyền thống. Tới đây chương trình Nông nghiệp Nông thôn, chuyên đề xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.